liền luôn hay hơn. Chết nãy giờ. Và chết để tiếp nói cảm xúc thăng hoa về mùa xuân, chúng em xin gửi đến quý vị bài hát Mùa Xuân Ơi Mùa Xuân qua phần trình bày của bạn Thị Nén. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Quay nãy rồi.